Xin chào anh em và chào mừng tất cả anh em đã đến với DPC Store. Mình là Huy Kai. Và sự kiện CES này của anh Tư vừa rồi thì Lenovo hay có thể là ThinkPad cũng đã công bố ra hai cái dòng sản phẩm của mình sử dụng con chip AI và sử dụng rất nhiều thứ liên quan đến AI, phần mềm các kiểu. Tên của hai em đấy thì là ThinkPad X1 Carbon Gen 12 và ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9. Đây cũng là hai sản phẩm mình đã nói rất là nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn chưa từng nói cụ thể về hai sản phẩm này. Và thực sự năm nay thì hai sản phẩm này cũng khá là ho. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu xem là hai chiếc laptop này có những điểm gì thú vị mà khiến cho mình bất ngờ đến thế đã. Ok, bắt đầu clip thôi. Laptop ThinkPad X1 Carbon Gen 12 và ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra mới nhất của Windows 11 tăng tốc tác vụ qua AI, đem cải tiến mới nhất này trên hai thế hệ laptop xoay quanh tính năng AI và những sáng tạo lấy khách hàng làm trung tâm. Các laptop Lenovo với chữ chất Intel Evo được trang bị Intel Core Ultra bao gồm 3 engine điện toán, CPU xử lý trung tâm, GPU xử lý đồ họa và NPU xử lý thần kinh. Hãng cho biết là đang chuyển đổi các dòng PC và thiết bị khác nhằm mang tới loạt giải pháp AI được cá nhân hóa. Việc truyền tải tính toán sang NPU hoặc GPU giúp nâng cao hiệu quả, hiệu suất, đồng thời quản lý tiêu thụ năng lượng tốt hơn. Thiết bị còn được tích hợp sẵn các ứng dụng văn phòng như là Zoom, Microsoft Teams, Studio Effect, Adobe Lightroom. Ngoài ra, hãng còn cung cấp nhiều công cụ dự đoán văn bản, làm mờ nền, bóc băng, transcript, hộp cuộc gọi và tóm tắt email, nâng cao năng suất làm việc. Với trợ lý ảo thông minh Copilot in Windows, người dùng có thể thực hiện các công việc hàng ngày nhanh chóng. Loạt tính năng mới gồm tóm tắt website này, soạn email, thay đổi cài đặt và tạo ra những trải nghiệm mới trong các ứng dụng như là bên Sleeping Tool. Điểm đặc biệt của máy còn nằm ở bàn phím với ký hiệu đánh dấu xúc giác, thiết kế ứng dụng trên ThinkPad từ năm 1992 để hỗ trợ cho những người khiếm thị sử dụng bàn phím. Tập đoàn còn hợp tác bộ phận là Accessibility Team hỗ trợ người khuyết tật của Microsoft để điều chỉnh các thay đổi trong thiết kế bàn phím. Trên thế hệ ThinkPad X1, bàn phím có nhiều ký hiệu đánh dấu xúc giác mới như tăng giảm âm lượng này trên F2 và F3, Insert nhằm phân biệt các phím Insert và DDT, phím Fusion. Ngoài ra, phím Enter có kích thước không giống nhau trên các loại bàn phím và ngôn ngữ khác nhau. ThinkPad X1 được trang bị nhiều cải tiến lấy người dùng làm trung tâm, trackpad kích thước là 120mm lớn hơn, kèm theo các nút vật lý giúp nâng cao độ chính xác của con trỏ, nút checkboy giúp sử dụng một tay dễ dàng hơn. Một tính năng mới là người dùng có thể nhấn đúp vào checkboy để mở ra checkboy quick menu nhằm tùy chỉnh các tính năng phổ biến. Haptic touchpad dạng bàn kính là phương thức nhập liệu tùy chọn lần đầu tiên xuất hiện. ThinkPad X1 2-in-1 cũng có bút từ tính kích thước lớn hơn, mang tới trải nghiệm với status tốt hơn. Cả hai model mới thì đều cải thiện tính năng vị giác Computer Vision trong phần mềm Lenovo Comerico Ventus, và với các tính năng bao gồm bật máy lên khi người dùng lại gần với công nghệ cảm biến khuôn mặt này, hỗ trợ giảm ánh sáng thích hợp trên màn hình kết nối với ngoài giúp tăng cường bảo mật và tiết kiệm năng lượng. Phần mềm Lenovo View cũng cung cấp nhiều công cụ tăng cường video cho camera bao gồm là hỗ trợ ánh sáng yếu low light, làm ánh sáng và khử nhiễu video, camera 8 megapixel trên thanh công cụ, rồi thì là rất nhiều những cái phần mềm công nghệ được tích hợp khác. Ngoài ra, hình ảnh của em nó cũng được sắc nét hơn và mượt mà hơn trên màn hình OLED 120Hz. Communication Bar cũng nâng cao độ khả dụng nhờ thu hẹp khung viền, khiến tỷ lệ màn hình so với thân máy cao hơn và cho phép mở máy dễ dàng bằng một tay. Các laptop doanh nghiệp thế hệ mới mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn, đồng thời hướng đến đó là đóng góp cho nền kinh tế tuần hoàn. Hãng phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ, thiết kế sản phẩm và vật liệu theo hướng là chuyển dịch sang mô hình tuần hoàn thiết kế sử dụng hoàn trả. ThinkPad X1 mới nhất tiếp tục sử dụng vật liệu tái chế, nhựa PC, bao bì không chứa nhựa được sản xuất từ tre và mía. Nhà sản xuất hợp tác chặt chẽ với công ty cung cấp vật liệu sợi carbon, đơn vị còn tận dụng mối quan hệ hợp tác của Toray với Boeing, sử dụng vật liệu sợi carbon tái chế phục hồi từ sợi carbon tổng hợp dùng cho sản xuất cánh máy bay Boeing 787 cho ThinkPad X1 Carbon Gen 12. Và đó là toàn bộ hai cái công nghệ mà trên hai chiếc laptop này sẽ được nâng cấp lên, sẽ được trang bị khi mà anh em sở hữu. Thực ra thì mình sẽ không như những clip trước là mình nói qua về phần thiết kế rồi các kiểu, bởi vì là hai chiếc laptop này mình đã từng nói với anh em rồi, nhưng mà mình chưa nói rõ về những phần công nghệ được nâng cấp này, hay là cụ thể là Lenovo đã được trang bị thêm những gì vào chiếc laptop này và liệu năm 2024 này nó có đáng sở hữu hay không. Và với những công nghệ mà nó được trang bị thì anh em thấy sao? Hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip lần sau.